chu kỳ phát sinh ca COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh ngày càng ngắn. Chỉ trong 4 ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 5.000 ca COVID-19, trong khi đầu đợt dịch này đã đi đến con số 5.000 ca mất hơn 2 tháng, từ ngày 27 tháng 4 đến 3 tháng 7. Đặc biệt, 3 ngày nay, số ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh trên 1.200 mỗi ngày. Tuần đầu tháng 7, thành phố ghi nhận khoảng 400 đến 700 ca mỗi ngày. 14 ngày qua, số ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 308% so với 14 ngày trước. Và tính đến sáng ngày 12 tháng 7 hôm nay, tổng số ca mắc trong làn sóng này lên 13.556. Giáo sư Phan Trọng Lân, Viện trưởng Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết quả giải trình tự gen virus cho thấy biến chủng Delta đang chiếm ưu thế trong đợt dịch thứ tư, đặc biệt ở các tỉnh miền Trung và miền Nam hiện nay. Giáo sư Lân cho biết, chủng này khiến cho các tỉnh phía Nam ghi nhận nhiều trường hợp có biến chứng hoặc dương tính chỉ sau hơn một ngày tiếp xúc, hơn một ngày phơi nhiễm. Sau khi phát hiện các chuỗi lây nhiễm lớn từ ổ dịch, từ liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đầu tháng 6 nhận định, biến chủng gây bệnh với kỳ lây nhiễm ngắn, có trường hợp sau phơi nhiễm 2-3 ngày đã có thể lây bệnh cho người khác. Giới chức TP.HCM nhận định, tính chất phức tạp của đại dịch cùng với mật độ dân cư rất cao tại thành phố và mức độ giao thương với các địa phương rất lớn, nên công tác kiểm soát dịch bệnh đặt ra nhiều thách thức. Nhất là kiểm soát chủng Delta, lần đầu xuất hiện tại Ấn Độ, và đây là chủng được Tổ chức Y tế Thế giới xem là chủng trội toàn cầu, có khả năng lây lan nhanh, giảm hiệu quả bảo vệ của vaccine. Theo đó, khi một người mắc bệnh chủng cũ trung bình sẽ lây cho 2-4 người, thì chủng biến thể Alpha lần đầu xuất hiện ở Anh có thể lây cho 7 người khác, còn Delta ước tính có thể lây nhiễm nhiều hơn Alpha từ 40-60%. Theo HCDC, trong 15 ngày cách ly xã hội, thành phố sẽ tận dụng triệt để các nguồn lực, áp dụng biện pháp phòng chống dịch ở các mức độ khác nhau, phù hợp với từng khu vực nguy cơ để phát hiện và bóc ngay F0 ra khỏi cộng đồng. Mục tiêu ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng người dân. Xét nghiệm tầm soát 100% các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp đến bệnh viện khám chữa bệnh hoặc tại cộng đồng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.